Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Rock F2P nha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Kingdom 2975 để đi review nick của Kim Sensei nha mọi người. Nick này thì đã có VIP 18 rồi và cũng có nhà OL mùa vừa rồi luôn, rất là đẹp, một trong những cái nhà OL mà mình nghĩ là đẹp nhất trong tất cả các mùa Liên minh Osiris luôn. Chúng ta hãy cùng xem là phía bên trong của nick Kim Sensei này có cái gì nhỉ các bạn. Sensei tiếng Nhật hình như là giáo viên đúng không? Nick gọi là cô giáo Kim các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có ở đây là VIP 18 nha, với số ngày đăng nhập liên tục là 1789 ngày, số khá là đẹp. Rương VIP thì mình thấy là cái nick này cũng đã mua một số cái rương VIP 16 à và rương VIP 17 nha. Wow, có vẻ là khá cần vật liệu nên là mua cả mấy cái rương này. Về sức mạnh thì hiện tại đang có sức mạnh là 100 triệu, bao khá là cao với điểm tiêu diệt là 7 tỷ 6. Điểm tiêu diệt thì chất lượng QT4 T5 cũng rất là tốt. QT4 là 241 triệu này và QT5 là 260 triệu cho các bạn. Nick này cũng tương đối khỏe nên là bạn quyết định sử dụng cho mình, đó là cái nền văn minh đế chế Ottoman luôn. Về cái avatar của cái nick này thì cũng đang sử dụng một cái avatar rất là độc nha các bạn. Avatar này là sử dụng cho những cái người mà được gọi là tổng đơn vị chữa lành cao nhất Liên minh Osiris. Đấy, này là cũng hiếm nha anh em. Các bạn đánh Liên minh Osiris mà các bạn chữa nhiều lính là cũng nhận được cái hình này nha. Nhưng mà nó là cái Liên minh Osiris mà kiểu đánh theo giải ấy, chứ không phải là Liên minh Osiris các bạn đánh hàng tuần đâu. Một cái hình đại diện mình nghĩ khá là đẹp. Còn đây là album hình của chủ nick này. Wow. Có hai cái món đồ nổ ta lần luôn. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ xem về vùng thông tin thêm. Sức mạnh tối đa 131 triệu này, chết là 28 triệu 9. Sức mạnh tối đa và chết đều cao nha. Thu thập tài nguyên 21 tỷ 6. Hỗ trợ 22 tỷ 5, trợ giúp liên minh là 156.000 lần. Ok, chỉ số cao nha các bạn. Ở cái mùa KVK trước thì Nick Kim Sensei này đánh lên tới là 161 triệu lính tiêu diệt đó hả? Ui, cao thế. Số quân chữa lành là 58 triệu này. Hình như cái này là nó tính cho cái mùa cao nhất chứ đúng không? Chứ cái mùa vừa rồi 2975 mới win, hôm trước tôi đi review tôi xem ấy thì hình như là cái nick Kim Sensei này đâu phải là Q cao nhiều này đâu. Có thể là cái mùa KVK trước ấy, cái này nó chỉ tính cái gọi là tiêu diệt nhiều nhất thôi và hy sinh nhiều nhất. Cũng đã được một cái hồng đồ này, hai lần tham gia KVK. Ở trước rương của thần Osiris thì win được là 43 trên 61 trận rank Olympia, rank cao nhất là chúa tể tối cao luôn. Wow. Rất là siêng đánh Olympia. Về đội quân thì chúng ta có 5 triệu 2 lính nha, rất nhiều lính. 1 triệu bộ T5, 1 triệu 7 kỵ T5 và 1 triệu 1 cung T5. Xe T5 187.000. Ở đây chúng ta còn 512.000 xe T1 với lại 390.000 kỵ T1. Cái này là chỉ những người đánh Liên minh Osiris thì mới cần luyện nhiều kỵ T1 như thế này để các bạn đi chiếm công trình đầu trận ấy cho dễ các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ xem về phía bên trong thành phố, thì thành phố này mình thấy trang trí cũng tương đối là đơn giản thôi. Bạn không có trang trí sử dụng nhiều cây cỏ cho lắm, cũng có được mấy viên gạch dát vàng ở đây cho nó đẹp các bạn. Có điểm nhấn. Đó, phủ hồ nạm vàng, cái này là cái trang trí đợt event vừa rồi nhận được. Ok, đây là về phía skin nhà. Skin nhà thì hiện tại đã sở hữu là 40 trên 91 cái giao diện thành phố, là rất là nhiều nha. Và có một cái nhà mình nghĩ là đẹp nhất trong khoảng thời gian gần đây rồi. Nhà này mình không biết đọc là cái gì cho đúng các bạn. Cung điện của WZ à. Đó, tốc độ huấn luyện 3%, sức mạnh đội quân 3%. Về chỉ số cái nhà này thì mình thấy là cũng không ngon nha, nhưng mà về đẹp thì rất đẹp các bạn. Cái cánh của nó quá đẹp luôn. Chúng ta có thêm một cái nhà thiên đỉnh cung lâu đài ngôi sao, phòng thủ cung cộng 15%, rất ngon. Trên này chúng ta khá nhiều skin nhà tím. Đây chúng ta có một nhà con đường đăng cơ. Cái nhà này thì cá nhân mình nhá, mình cho đây là cái nhà đẹp nhất game. Thứ nhất là về cái hiệu ứng của nó thì bắn pháo hoa rất là đẹp. Thứ hai là cái kích cỡ của ngôi nhà này ở trên bản đồ nó rất là to các bạn. Tuy nhiên thì chỉ số của nó thì không phải là một cái chỉ số quá đẹp, là tấn công kỵ binh 10%. Đó, tuy nhiên thì về ngoại hình thì mình đánh giá là 10 điểm nhá. Về nhà Diệp Phi thì đây chúng ta có một cái nhà tấn công cung 10% nữa. Thêm một cái nhà hoàng hôn buông xuống thiệt hại kỹ năng 5%. Ok, như vậy chúng ta đã hết tất cả skin nhà huyền thoại của cái nick này rồi. Mình sẽ tiếp tục đi qua cái chỗ mục tướng cho các bạn. Ở đây chúng ta tiếp tục có là mục chỉ huy, thì Gogo đang có 20 tượng ở chỗ này rồi. Con tướng đầu tiên là Alexander Nevsky đã max skill. Điểm tiêu diệt người là 51 triệu. Nevsky kiếm được kill rất là nhiều nha. Dồn vào Nevsky 656 tượng này. Trang bị của Nevsky đang sử dụng là mũ KVK, vũ khí KVK, tay với quần lẻ. Ok, set trang bị này thì rất là giống set trang bị kỵ binh của mình các bạn. Mình nghĩ đây là một set trang bị kỵ binh có thể nói là tốt nhất hiện tại rồi.
Và về vũ trang của Nevsky chúng ta có bốn dòng của kỵ binh hết à. Chỉ số rất cao nha. Này là 5.9 cộng cái này là 16.2 cộng với cái này nữa như vậy là được 25.1 chỉ số kỵ binh nha các bạn. Tốc độ chạy kỵ binh thì không tính tiền ha. Tàn bạo chúng ta có tăng công 3.5 và gai góc tăng công 3.5, chỉ số kỵ binh rất cao. Quan Vũ này cũng đã max skill nha, Quan Vũ thì cũ hơn nhưng mà số người giết được chỉ là có 32 triệu. Các bạn thấy là con Nevsky nó kiếm kill ngon như cỡ nào. Và tiếp tục về set đồ của Quan Vũ thì chúng ta có một cái set đồ bộ binh. Ở đây chúng ta có là búa cây vi cây này, áo ta lần, quần ta lần, giày CO. Thì đây quyết định là dùng theo set là dùng cái quần và cái mũ bộ binh nha. Phụ kiện thì xài cả hai món tăng nộ luôn là chống trận với lại chiếc sừng thịnh nộ. Anh em cứ hỏi là món nào ngon hơn dùng cả hai cho đỡ thắc mắc các bạn. Về vũ trang của Quan Vũ tổng chỉ số bộ binh xem nào. Chỗ này là 12.9 này cộng với 10.9 nữa như vậy là 23.8 chỉ số bộ binh. Với Minh Văn vội vã các bạn sẽ được thêm 15% ở tốc độ hành quân trong 10 giây sau khi đánh xong và phẫn nộ tăng sát thương kỹ năng 2.5. Chỉ số cũng khá là đẹp, có cái dòng nạp thêm quân 12.6 này thì hơi xấu một chút thôi. Giải Cát Lượng hiện tại cũng đã max skill, tiêu diệt người được 20 triệu này. Ở đây chúng ta tiếp tục có về set đồ của Giải Cát Lượng, có mũ cây vi cây và có cả vũ khí cung nổ ta lần luôn anh em. Wow, phòng thủ cung thủ 25 cộng 7.5%, rất nhiều. Ở đây bốn món còn lại thì quyết định mặc của set hàm rồng nha, hai phụ kiện sử dụng là ở nhẫn tận thế và chiếc sừng thịnh nộ. Set đồ của Giải Cát Lượng cũng rất mạnh luôn anh em. Về vũ trang của Giải Cát Lượng, ui mọi thiệt hại 2.6 à. Ở đây tiếp tục chúng ta có là 18.2 chỉ số cung, bốn cái minh văn, ranh ma, lu mờ, chiến hỏa hấp tấp. Ok, nick này mình đánh giá là vũ trang và đồ khá ngon. Sargon max kill luôn này. Kill của Sargon chỉ có 9 triệu 7 thôi. Ui, con Nevsky kiếm kill tốt thật các bạn. Nevsky làm quả 50 triệu, mấy con tướng còn lại là bị át vía hết. Đây là về đồ của Sargon thì chúng ta có 7 món đồ cam thôi. Quyết định sử dụng một cái phụ kiện tím như cái cổ xưa để mang nhiều lính hơn. Sử dụng ở đây thì chúng ta có bốn món của set bộ binh à, và cái áo và cái quần là hai món lẻ nha các bạn. Kiểm tra về mục vũ trang của Sargon thì có tới 5 cái minh văn, phá hủy trả giá này, cái trả giá này tăng sát thương người dã man này thì phế rồi anh em, thù hận này, liều lĩnh với chiến đấu, chỉ số vũ trang cũng rất là cao, hơn 21% chỉ số bộ. Tiếp tục chúng ta có là Boudica, hiện tại của nó max skill và ở đây mình có là 5 món đồ cam nha, mũ và cung có nổ ta lần này, áo thì ngọc trinh, 3 món đồ tím, đến này là phải tím pha cam rồi các bạn. Kiểm tra về số kill của Boudica một chút nha. Boudica cũng kill có 29 triệu. Nó không thể vượt được Nevsky các bạn. Nevsky là quá ngon rồi. Đây là vũ trang của Boudica. Một set vũ trang cũng khá là đẹp nhở. Minh Văn vội vã. Chỉ số cung thì mình thấy là không cao lắm. Chỉ số cung ở đây cộng lại thì chắc được khoảng hơn 13% một chút. Với mọi thiệt hại 1.4. Ok. Có hạng vũ nó max skill. Và ở đây chúng ta có là set đồ thứ 6 rồi nha. Ở đây thì mình đã thấy là có một set đồ 4 món của set kỵ binh. Và quyết định mặc thêm một cái quần lẻ, à không, 5 món của set kỵ binh các bạn và mặc thêm một cái quần lẻ thôi. Phụ kiện sử dụng là dao găm với lại chống trận Karuak. Về cái mục vũ trang, nick này vũ trang rất là đẹp nhá, kiểu nó không có bị thừa chỉ số ấy. Tấn công kỵ binh này, phòng thủ kỵ binh, sức mạnh kỵ binh, tổng lại được đâu đấy khoảng 16% hơn, mọi thiệt hại 1.2. Vừa vặn kết hợp với phi thường tăng máu, ngon luôn. Doan P, wow, như vậy là lên tới 7 set đồ cam rồi anh em. Tiếp tục là 6 món đồ cam nữa Ngọc Trinh. Đến đây là không còn đá biểu trưng rồi nên nó cũng không phát sáng nữa. Hai phụ kiện tím. Gian P thì đi kẹp với lại con Nevsky nên là số người giết được rất là cao, 42 triệu người. Và về cái mục vũ trang của Gian P thì chúng ta lại có một cái là đội hình ba cánh à. Chỉ số kỵ binh cũng cao luôn, khoảng 17% chỉ số kỵ với một minh văn khát chiến, tăng sát thương đột công thường 1%. Thêm một cái dòng mỏ thiệt hại 0.5 nữa. Ok. Có Artemisia mắc, Almanitor mắc này, Zanzika mắc luôn, Lưu Triệt cũng đã mắc nha các bạn, 680 tượng trọc vàng, ok, Saladin mắc này, Tơn Đế Ốc mắc, AE, Debu, Tào Tháo, Khan Béo, Ramses, wow, rất nhiều tướng anh em, Artemisia có luôn, Scipio có cả Justinian các bạn, Justinian thì dồn vào đây là 660 trọc vàng, có thể lên Justinian để đánh đồng hoặc rally luôn cũng được, rất ngon. Mộc Lan mắc này, Di Song Di mắc luôn, có Santin đệ nhất mắc, tích mắc nhiều tướng đấy. Heraclius thì đang ở 5551 nha. Alexander đại đế mắc, Elcid cũng mắc luôn, CM mắc luôn, wow,
William Mark, Siza Mark. Ok, dưới này chúng ta còn có Tommy Reed này, Mehmet cũng đã max skill. Rất nhiều tướng cao, các bạn thấy là cực kỳ nhiều tướng cao luôn. Nick này cũng khá là nhiều đạo quân đánh đồng mạnh đấy, 7 đạo. Mình sẽ xem thử là đánh những đạo như thế nào. Hiện tại đang ở map thường nên là không sâu được 7 đạo cho anh em xem nữa rồi. Nhưng mà nick này chắc chắn đánh 7 đạo ạ. Đạo thứ nhất chúng ta có là Gia Cát Lượng Nebu. Đạo thứ hai là Boudica Tomirit. Đạo này thì đóng vai trò debuff là nhiều, các bạn đánh nick này cũng khá là khỏe. Sầu am các thứ thì đánh cặp này mạnh. Chứ nếu mà đánh đồng thì chúng ta có thể là ưu tiên kẹp một con đánh lan vào đây thay vì Tomirit. Nói chung là nick này cũng mạnh, chơi kiểu này cũng được nha anh em. Còn các bạn mà bình thường thì nên kẹp đánh lan vào. Đạo thứ ba chúng ta có là Doan P kết hợp với Mehmet. Đạo thứ tư là Hạng Vũ Justinian. Và đạo thứ năm chúng ta có ở đây là con Nepki kết hợp với William nha. Đó thì như mình đã nói là nick này hiện tại chỉ có thể sâu cho các bạn được có 5 đạo thôi, đạo 6, đạo 7 không sâu được. Nhưng mà vẫn còn khá là nhiều. Mình cũng có thể xem ở đây các bạn thấy là chúng ta còn đạo Quan Vũ này, còn đạo Sargon, nó có thể đánh là Quan Vũ kết hợp với con gì ta? Quan Vũ SC đúng không? Rồi cái đạo thứ 7 là Sargon kết hợp với Lưu Triệt chẳng hạn. Đó, mình nghĩ là như vậy là sẽ đủ 7 đạo cái nick này. Chưa có một đạo bộ binh nào ở ngoài và đánh theo đội hình gọi là hai cung, ba kỵ và hai bộ nha các bạn. Ở ngoài thì nick này cũng còn rất là nhiều tài nguyên luôn, 3B9 lúa, 1B8 gỗ, 2B1 đá, 3B4 vàng và 4.400 gem. Và về mục đạo cụ, ok, đây là mục túi đạo cụ. Điểm VIP dư là không nhiều nhưng mà theo như mình thấy hôm trước ấy là điểm VIP các bạn khi mà đã VIP 18 rồi thì các bạn dùng điểm VIP ấy nó vẫn dùng tiếp các bạn. Nó nên là có thể là mai mốt mà mở VIP 19 ấy thì cái điểm VIP nó sẽ cộng dồn lên. Game trong người thì mình chưa có đếm nhưng mà chủ đích có nói mình là game trong người còn khoảng 400.000 game là rất là nhiều. Ok, túi tài nguyên trong người cũng rất nhiều luôn. Nói chung nick này tài nguyên nhiều, game nhiều, đồ khỏe, tướng khỏe thì cái quan trọng nhất là tăng tốc thôi. Để xem tăng tốc có nhiều tăng tốc để đánh nhau không nhá. Ok, tăng tốc chung như này thì mình đánh giá là được, không quá nhiều để đua thiên đỉnh nhưng mà cũng nhiều đủ để đánh nhau. Nick này chung là ngon các bạn. Nick khỏe, đồ khỏe, tướng khỏe, game nhiều, tài nguyên còn nhiều. Đây là mục tăng mạnh, 18 cái mở rộng đội quân này. Nói chung là game còn thì có thể chơi được những cái event để lấy mấy cái mở rộng đội quân thôi, kiểu mua bằng game cũng được. Đây là mục thiết bị, khá nhiều vật liệu, 14 vật liệu cam, 260 vật liệu tím. Ở đây chúng ta có đồ này, 3 cái đồ KVK, 2 nón KVK, 5 đồ KVK các bạn. Mình sẽ đếm thử về tổng số đồ cam nha. 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng, 7 hàng, 8 hàng, 9 hàng, 10, 11, 12. 12 x 4 như vậy là 48. 48 cộng với trên này 3 cái vũ khí KVK nữa là 51 món cam. Wow. Đánh 7 đạo bạn. Nói chung là đánh 7 đạo thì chỉ cần các bạn mở khóa được thôi, đúng không? Mở khóa được 7 đạo là cả một vấn đề đấy. Chứ còn 7 cái set đồ cam là nói chung cả vớ tiền, đúng không? Đây là một vũ trang. Vũ trang thì có một binh văn thợ săn, hiện tại là chưa kiếm được cái món vũ trang nào ngon để lắp vào này. Vũ trang nick này cũng tốt. Đây là mục khác. Mục khác thì có cúp của Vương quốc, cúp ưu tú, 500 game, ngon luôn. 47 cái vé bay, tele nick này cũng đã xài hết rồi nha các bạn. Chìa khóa còn rất nhiều luôn, hơn 1.000 cái chìa vàng này, 383 chìa pha lê. Bình AP cũng nhiều, bình AP ở đây thì chắc được khoảng hơn 400.000 AP rồi. Còn một cái skin nhà chiến ý hoa sen, nick này là ăn thiên đỉnh nhà 15 ngày. Thời gian nhà 15 ngày thì lúc nào mà cần rally ở trong KVK ấy dùng lên cũng được. Và dưới này vẫn còn dư là 354 chọc vàng. Nick này được cái cũng mắc khá là nhiều tướng mới nữa. Ok. Nói chung là nick cũng xịn các bạn, nick này là nick bot đấy. Hiện tại Kingdom 2975 thì đợt bữa mình có review một lần của các bot bên này rồi đúng không? Mình có review một số bot bên này rồi, hiện tại thì 2975. Hôm trước mình nhớ là mình review là được pao khoảng 8B các bạn. Nhưng mà hiện tại thì sức mạnh của 75DC đã lên là 11B1 rồi. Và đã có cái cờ của mùa trước rồi nha các bạn. Hiện tại thì quà đang là quà cấp 26 với 150 thành viên, 3 sao rồi. Về kỹ năng liên minh, clan 11B nhưng mà điểm tiêu diệt 543B, rất là cao. Sức mạnh cá nhân, top 1 là XC Avic này, 231 triệu pound. Top 2 là Pride Kai Minh, 149 triệu pound. Top 3 là Gia Hân này, top 4 là Minh Nhật này, top 5 là Phở VN. Nói chung bên này cũng rất là đông anh em Việt Nam các bạn. Nhưng mà đợt vừa rồi hình như tuyển quân cũng ok đấy chứ nhở. Mình thấy dàn nick trên 100 triệu pound quá trời. 17 nick trên 100 triệu pound. Dàn nick bên này thì mình thấy là cũng mạnh lắm rồi, vào KVK nạp xuyên sơn đánh là cũng cháy đấy, 500 tỷ điểm tiêu diệt mà đánh cái dàn clan 11B là chắc cũng ít có kịch đầm nào có đối thủ lắm. Hiện tại top điểm tiêu diệt thì top 1 đang là VN Quân Quân, 29 tỷ 6 nha, sức mạnh 99 triệu. Top 2 là Avic, 231 tỷ này. Top 3 là Ducky, 15 tỷ 6.
Top 4 là Neon 15 tỷ 2. Rất đông nha các bạn. Keypoint cực kỳ cao. Số lượng người chơi Keypoint mà trên 5B của 2975 lên tới là 39 người. Wow. 39 người kill trên 5B các bạn. Kill trên 3B được 77 người. Nói chung là đợt vừa rồi tuyển quân lên mình thấy là cũng rất là thành công các bạn. Keypoint rất là cao nha. Cứ cho là khoảng 100 người chơi là Keypoint trên 1B đi. Giờ bên này tha hồ chiến rồi. Hiện tại thì 2975 mình đang thấy là cũng đang trong sự kiện tổng động viên liên minh này. Bảng xếp hạng thì đang đứng top 1 luôn. Và được lên đoàn 143.000 điểm. Rất là áp đảo so với top 2, top 3 các bạn. Top 2 81.000, top 3 48.000 này. Mình sẽ kiểm tra một nạp tiền nhá. Nạp tiền thì chủ yếu là xem kho cung cấp thôi. Kho cung cấp thì đá quý, vật liệu có nạp này. Những cái nick khỏe như thế này thôi. Bây giờ thì thực ra đầu tư thêm cũng chả khiến mạnh lên mấy. Chủ yếu là vào KVK có nạp tiền vào nạp pha lê để đánh cho nó cống hiến thôi. Nick này đánh 7 đạo kiểu gì cũng phải nạp khá là nhiều để có thể mở 7 đạo sớm. Ok anh em, và đó cũng là tất cả những cái gì ở trong nick Kim Sensei tới từ Kingdom 2975 nha. Một cái nick mình nghĩ rất là mạnh, cũng tới từ một Kingdom cũng rất là đông anh em Việt Nam hiện tại rất là mạnh. Mình không biết là bên 2975 có nhiều người nước ngoài không, nhưng mà mình nhìn qua thấy cũng toàn các bot Việt Nam thôi. Các bạn có cảm nghĩ thế nào về quả nick này thì anh em có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.